Đây, làm gì vậy? Nghe biết không? Nói chuyện nghe không ta? Ướp bằng tỏi ướp thịt nha. Mấy thịt quay 2 thịt quay hả? Đóng nha. Bỏ anh bỏ ra ngoài này nha. Có không? Có chặt không? Chặt chứ. Ngon. Ủa không có da. Da nè, mặt nè. Ngon vậy? Ừ, hấp dẫn luôn. Ký 230 đó. Nè ha. Ừ, 230. Có chân nữa hả? Có chân nè, thường nghĩ là không biết. Cái chân với bộ bộ lòng gì đó. Ủa, bộ lòng ngày trong đây luôn hả? Nè, cái mà luôn. Vậy chứ người ta không có lấy ra rồi. Ta làm một bộ này đó. Để cúng cái gì. Trời, mình phải tự lấy ra luôn á. Vậy còn hơn à. Gà nó biết mấy ký nữa ha? 1.8 kg. Dữ vậy? Ừ. Gà to mà. Trời. 1.8 kg. Nãy giờ lại ngoài ăn tranh thủ được cái đồ cũng dữ rồi. Rách nó cái đồ chắc cũng sắc nó luôn chưa rồi. Có chặt. Bỏ vô lẩu á. Chắc chặt đó hả? Chặt khúc khúc bia đây nè. Nặng quá sát không nổi luôn. Ủa nó mẹ cháu chỉ là một tấm thớt một tiêu à. Mẹ cháu một tấm thớt thôi mà. Trời ơi nè mọi người ơi, giờ mới thay cái dao nè. Bây giờ chặt bằng cái dao bự ra. Hương chặt đi. Rồi. Đi to đây hả? À, đây. Cứa trước đi, cái nào nạt cứa. Cứa ra, cứa nạt trước rồi chặt xuống. Vậy đó. À. Con để con cứa nạt trước rồi nó chặt nó cứa bự bự vậy đó. Vậy hả? Cái phao câu bỏ ra bên. Lại nó ra bên đây. Nổ hết ăn phao câu luôn. Ghê vậy? À. Cái này được cái đó. Cái dao đây nó nặng. Nhưng mình nó lục. Nặng mà lục cái kệ à. Con lại đó chặt 2 đi. Cứa đi kìa, cứa đi. Ừ, con lại lục. Cái dao kia cứa rồi chặt xuông. Đó, cái dao này cứa được. Cứa vậy được rồi. Nhưng mà chặt cái dao. Trời khổ dữ vậy, nhà không có đồ mài hả? Đó, chặt vậy đó. Bừa đừng nhỏ quá nha. Nó để hả? Cái này cứa. Lật lật cái lại hả? Cứa. Vô đây hả? À. Ừ. Cái này thấy cái này trả đàn bài. À thôi giờ cắt đi chứ giờ sao. À giờ để đi. Rồi cứa xuống chặt. Cứa xung quanh luôn. À cứa vậy đi rồi giờ về chặt cho một cái một hả. Ừ. Vậy đó. Rồi. Nếm cho nó thấm nó mà để lát nữa mình nấu. Vậy chắc 3 muỗng.
có muối nữa nha. Rắc rắc nó đều đều. Siêu sai rồi. Mới sao? Ai hả? Rồi. Nghe vậy? Vô cả nhiều. Cái hơn như vậy nè. Rồi chắc phải đủ rồi đó rồi. Lên dĩa là trộn đó, đúng hết rồi, giờ trộn bên nè. Không ngào nữa, nó không có dặn nhâm xả. Không, trong đấy nó không có chỉ nhâm xả. Rồi, cái này ăn với đậu gạo phải không? Yes. Quăng đi trời ơi, đừng tiếc mấy cái đó, ăn sâu vô bụng quá trời ơi. Cắt cái gì? Rồi quăng luôn hả? Ghê vậy, đầu bếp ghê vậy. Sao không lấy dao á? Trời ơi, bẻ được mà cầm dao chứ dưới tay dưới chân. Đúng cái gì? Đầu bếp ăn làm gì nè? Chưa. Đây, ủa đúng rồi, cái này tách ra ra đúng không? Tách nấm nè. Chưa, để cái nấu nhiều món công đoạn quá, mệt á. Thì nấu ăn phải vậy đó. Mình chỉ cái nào luộc luộc, cái nào. Đó rồi, tao đi gặp Nhân, nhỏ con gái của Nhân tên chơi đây, nó nói chứ con thích làm đầu bếp. Mà nó có thích làm không? Là nó có nấu à, nó nấu cho Nhung ăn, mẹ mà Nhung nói ăn xong muốn ngói. Nhưng mà nó có làm là được. Học lớp 5 nha. Nhưng mà nó có làm đúng không? Xiên là được. Ừ, nó cũng chịu làm lắm. Bữa đó làm cái bánh gì á. Nấu dở nhưng từ từ sẽ ngon. Còn không làm gì khác. Chắc là gì được á. Trời ơi, cái chà dầu chà bá vậy. Ừ, tắt thôi, rồi tắt con tôi dễ cho nó chén cái chảo. Này chống nín. Ờ. Có nhà mình phá chảo hả? Để cho nó nấm nấm xíu nữa. Ok. Nó mà ăn ở đây giảm cân với xong. Nhà rộng quá đi quay lại sao. Ngon ha. Nó giòn dữ ta. Giòn. Lật cái bề ra kia lên nè. Lật cái bề kia lên. Ngon
cho chút ánh sáng đi. Bưng hay vậy này lên hả? Nó cắt con chút xíu rồi thấy chồng một đống luôn á. Cái này ở nhà ăn nè, cho nên là mới làm bự nè. Ủa, có làm nước tương vậy? Có làm nước mắm á, lộn. Không, nãy làm muối ớt rồi, Thanh nó làm đó. Thôi, anh với em, tôi qua chấm gì ta, chấm nước tương, không có nước miếng nước tương vô ha. Không cho nước sốt hả? Không, chấm miếng nước tương vậy ha. Cho này chấm nước tương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.